những lời của cha năm xưa. Con nguyện ghi sao trong tim, cha ơi cha già rồi. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sao trong tim, cha ơi. Làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhờ nguồn. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhờ nguồn. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con đi con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên.
ân tình sâu đậm mẹ cha thương con dơ bờ vô bờ cần cha như núi cao vời nghĩa mẹ như nước biển khơi già con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu nay con về đây bao năm ngược xuôi con ba thăm lại mẹ cha đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong sâu trong
Thank you.
Thank you.
Thank you.
vâng bờ cội nguồn. Thank you.
rồi con này, con. Cái gì đó? Trân trọng kính mời toàn thể đại diện toàn thể gia đình tăng chủ về trước thiền sảnh để chúng ta làm lễ truy điệu. Thank you.
thưa lãnh đạo chính quyền địa phương, các đoàn thể thôn Hương Mỹ, kính thưa hội người cao tuổi, ban lễ tang, kính thưa gia đình trang chủ cùng các quý vị và bà con nhân dân trong thôn. Trong lúc bà con chúng ta đang tập trung dọn ruộng, lòng đất, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp để bước vào vụ sản xuất đông xuân năm 2022-2023, và cùng đón nhận một tiếng không vui của ông Nguyễn Vinh, sinh năm 1933, quê quán thôn Tiếu Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chú quán thôn Hương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tuổi đã cao lại bị tai biến nặng, phải nằm một chỗ khá lâu, nhiều lần đi viện, được các y bác sĩ bệnh viện cứu chữa kịp thời, được các con, các cháu, những người thân trong gia đình chăm sóc tận tình chu đáo, được anh em bà con tộc họ làng xóm láng giềng thăm hỏi ân cần. Do tuổi cao, sức khỏe ngày càng giảm sút, cụ đã từ trần vào lúc 13 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Dần, thượng thọ 91 tuổi. Kính thưa toàn thể các quý vị có mặt trong buổi lễ hôm nay, cụ ông Nguyễn Vinh sinh ra và lớn lên tại vùng quê Tiếu Loan, một vùng đất nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Dưới chế độ cũ, cụ cũng như bao con em gia đình nghèo khó khác, cụ cũng được cha mẹ nuôi cho ăn học và cũng tần tảo sớm hơn cùng gia đình lo toan mưu sinh cho cuộc sống. Lớn lên đến tuổi trưởng thành, cụ lập gia đình với bà Nguyễn Thị Qua, người con gái quê hương Hương Mỹ. Đất nước thống nhất với cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, và những thập niên 80, cụ tham gia vào ban quản lý hợp tác xã 2 Hòa Phong, thực hiện chủ trương kế hoạch của ban quản lý hợp tác xã đi xây dựng vùng kinh tế mới Hốc Hế, thôn Hương Mỹ. Gia đình cụ cũng như bao bà con khác từ vùng dưới lên xây dựng kinh tế một vùng đất tuy còn khó khăn nhưng giàu tiềm năng phát triển. Cụ là chỗ dựa tinh thần cho bà con yên tâm an cư lập nghiệp. Trải qua thăng trầm của thời gian, cuộc sống hôm nay mọi nhà đều đã đi lên, đều đã phát triển đi lên. Ông bà sinh hạ được 8 con trai, 3 con gái, cũng tần tảo nuôi cho các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho các con. Tính đến nay, ông bà đã có một đại gia đình gồm con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, cháu dâu, cháu rể, cháu chắt, nội ngoại là 69 người, học tập và lao động trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Ai cũng có một gia đình có cuộc sống ổn định và phát triển, hòa nhập với cộng đồng dân cư, chan hòa cùng tình làng nghĩa xóm. Kính thưa gia đình tăng chủ, không ai qua khỏi kiếp luân hồi sinh tử, sanh, lão, bệnh, tử là một quy luật bình thường của cuộc sống. Con người ta sinh ra, lớn lên, đến tuổi trưởng thành, qua năm tháng thời gian cống hiến cho đời, rồi già yếu, bệnh tật và chết, không ai tránh khỏi. Một thế kỷ, một đời người, nhưng không ai biết hết ngọn nguồn đình mạnh. Cụ ông đã thọ hơn 9 thập kỷ một đời người rồi yên giấc ngàn thu. Đây là một mất mát lớn cho gia đình, gia tộc, nhưng cũng là một vinh hiển. Chứng kiến giờ phút chia ly vĩnh biệt, ai cũng đớn đau, thương tiếc. Vì từ nay, gia đình sẽ mất đi một người cụ, người ông, người cha yêu quý. Tộc họ mất đi một người sống có trách nhiệm. Mọi người cao tuổi mất đi một hội viên, một cây cao bóng cả. Làng xóm mất đi một con người nể trọng. Nhưng biết làm sao được, đây là định lệ của kiếp luân hồi. Chúng tôi, lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, hội người cao tuổi cùng toàn thể bà con nhân dân trong thôn, chia sẻ cùng gia đình, gia tộc lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa hương hồn của ông Nguyễn Vinh, chỉ còn ít phút nữa, cụ sẽ vĩnh biệt chúng tôi về cõi vĩnh hằng, về âm giới mãi xa xăm, về với tổ, với tiên, vui với nắng sớm mây chiều, với bồng lai thiên cảnh.
cầu chúc cho vong linh linh cụ khỏi thiên cảnh nhàn du, đặt thân xác yên nơi tỉnh thổ, chốn âm giới vọng về an nghỉ, nơi dương trần luôn nhớ khói hương, cụ sống khôn pháp thiêng phù hộ cho gia đình con cháu luôn khỏe, có cuộc sống an lành, phù hộ cho làng xóm đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương Khương Mỹ ngày một phát triển, thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Trước lúc di quan trong giờ thi điều, xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính mời gia đình có đôi lời phát biểu ý kiến. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt gia đình gửi đến toàn thể quý vị một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, kính thưa làng, kính thưa hội người cao tuổi thôn Khương Mỹ, kính thưa chư phó tộc, ban tang lễ, ban chấp lệnh, ban nhạc cùng toàn thể, thưa hội đồng dân tộc, thưa xuất gia tham gia tổ dân cư số 8 cùng bà con sớm diềm gần xa, chồng cha ông của chúng tôi lâm trọng bệnh một thời gian dài, gia đình cùng con chó con cháu lo chạy chữa đủ điều mà không qua khỏi vì ông tuổi già sức yếu không cưỡng lại nổi với thời tiết khắc nghiệt này, và ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Dần, thượng thọ 91 tuổi tại Tư Gia thôn Khương Mỹ. Gia đình chúng tôi hoàn tại Tư Gia lo tang lễ và an táng tại nghĩa trang Tư Gia tộc tại Gò Lăng, Gò Vua Sứ thuộc thôn Khương Mỹ. Trong mấy ngày qua, cũng nhờ các cấp chính quyền địa phương, làng, hội người cao tuổi, đoàn thể bà con trong tổ dân cư số 8 và sớm diềm ngàn xa, xuôi gia thăm gia, anh em bạn bè đã tận tình giúp đỡ, thăm hỏi, động viên và phóng điếu. Gia đình chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ và xin chân thành biết ơn. Cũng gần đến giờ ghi quan, gia đình chúng tôi cũng kính nhờ ông tổng sinh cùng anh em dân sinh và ban ngành các cấp cùng quý vị tiễn đưa linh cữu chồng cha ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối không tránh khỏi sơ sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, khi Hà Đặng Sam gia đình chúng tôi kính xin mời ban ngành các cấp chính quyền, làng, hội người cao tuổi, ban lễ tang, ban chấp lệnh, ban nhạc, hội đồng gia tộc, ông tổng sinh, anh em dân sinh, xuôi gia, thông gia cùng bà con sớm diềm gần xa về lại gia đình để dự lễ tế linh chồng cha ông chúng tôi và gia đình xin hào tạ và dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình. Xin một lần cảm ơn quý vị. Buổi lễ truy điệu của cụ ông Nguyễn Vinh đến đây cũng đã kết thúc. Xin cảm tạ tất cả các quý vị và chương trình còn lại tiếp tục nhường lại cho ban tang lễ. Sát tà chung lại gần sáng
cho lòng biết ngoài trời mưa rơi. Còn sao đi bộ đội bên ấy đã
Yeah.
ngày xưa gia đình mình đặt trong một bộ bữa cơm chiều thì mắm ủ rau. Cha và mẹ đi làm gì vất vả nắng mưa, cha dường cơm cho con, mẹ dường áo quần cho các chị em con được no ấm ấm áo. Bao giờ để cha ra đi vĩnh biệt người phụ cha không thương nhớ tuổi biết bao nhiêu đây. Thank you.
Thưa hội người cao tuổi của thôn Phương Mỹ, thưa ban chấp tỉnh, cũng qua mấy ngày chồng ông cha ông của chúng tôi đã về đến ân nghỉ cuối cùng, có các ngành làm hội người cao tuổi cũng như ban chấp tỉnh đã tận tình giúp đỡ cho gia đình của chúng tôi. Hôm nay gia đình chúng tôi cũng dùng bàn tiểu lễ và một phong bì gọi là xin chân thành cảm tạ. Dạ, xin cảm ơn lời phát biểu đại diện cho gia đình Tâm Hồn Hiến Biến. Kính thưa lãnh đạo chính quyền địa phương, thưa ban lễ tang, thưa các bác hội nghị cao tuổi, thưa xóm làng cộng đồng ngồi tình nghĩa thông thương gia bằng bài thân gần xa, thưa gia đình Tâm Hồn Hiến Biến. Hôm nay hương sự hương linh chồng cha ông chú bác cậu anh em về đang ngày cuối cùng, dịch vụ của anh Đức giới thiệu tôi về đây cũng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, mà nhắc lại được sự hỗ trợ của các chú Đông Anh, các chú các anh là trong đội ông công, là chiều hôm nay chúng ta đến đây làm lễ trình diện trong gia đình cái dùng bằng tiểu lễ. Trước hết xin cảm ơn lãnh đạo chính quyền địa phương, cảm ơn ban lễ tang xóm làng tộc nào ngoài từ nghĩa thông thương gia bằng bài thư bằng xa. Chúng tôi cũng xin kính mời đại diện của chính quyền địa phương ban lễ tang phát biểu ý kiến nhận lễ, chúng tôi xin trân trọng kính mời. Thưa gia đình thân quý, thì còn mấy phút nữa thì cũng đưa cụ về nơi ông nghỉ cuối cùng. Thì gia đình có dùng bằng trầu rượu phong bì tưởng cho anh em công và ban chấp lệnh cũng như là ban công lễ, thì thay mặt cho anh em trong tổng sinh cũng như là anh em sơ tổng sinh và ban công lễ xin ghi nhận cái phần lễ và phong bì thắp hương lại cho tổ. Thì gia đình cũng dùng các bàn tiểu lễ để gọi là xin chân thành cảm ơn ông tổng, mời ông. Dạ, xin cảm ơn lời nói của gia đình đại diện cho gia đình Tông Hương Biến. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, thật ra mà nói thì con đạo sinh tử này thì cũng không ai tránh qua được. Thì hôm nay hương sự của hương linh của ông về đang người cuối cùng, thì dịch vụ anh Đức giới thiệu tôi về đây thì cũng cùng nhờ chỉ đạo của những người địa phương, ban lễ tang, rồi ông tông sinh thì chiều hôm nay đến đây làm lễ trình diện, thì trong gia đình có nhảy phát tâm đấu hương linh của người tưởng thưởng cho ông tông sinh. Thì người ta thường nói một quan tiền công không đồng tiền thưởng, đó là vinh dự trong tổng sinh, thì bản thân tôi không có nói gì hơn. Xin cảm ơn và thọ nhận và xin cầu chúc hương hồn của người được siêu thăng tịnh độ, phò hộ cho vợ, cho con trai, gái, dâu rể trong gia đình được an khang hạnh phúc. Mọi lời để chúng tôi xin cảm ơn. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn ban chân cổ nhạc lễ là hỗ trợ cho anh em chúng tôi chiều hôm nay là hành qua bấy lễ, làm lễ trình diện đưa người lần cuối cùng về đã ngữ cùng tốt đẹp. Mọi lời để chúng tôi xin cảm ơn. Oh,
con trai mấy gia đình anh Loan sáng ba bay nó vô
tiền bình an
trải qua bình thủy lưu giang trời thanh gió tình đưa đoàn mình xin giúp cho linh cừu đăng trình kịp giờ kịp giờ an toàn tây đình hồi quy vai công thô địa thắng kỳ vai công thô địa thắng kỳ đưa người tịch bến tây lầu đặng tiên nam mô a di đà phật nam mô hỡi ơi cho mẹ quá cùng dâu tây chỉ bao nồng nồi cha ơi chống lộ đằng cho tạm nghỉ dừng chân nào bà con cô bác xa gần đó đưa tiễn cho về nơi yên nghỉ trời gió ngã non tay nay cho đà quốc bóng còn tiếp phù sinh mới chảnh tuổi lòng đau lát nữa đây nẻo âm dương ba tắc đất phủ màu nơi trần thế cho không còn ở lại trời sơn cách thủy cách tình năng cách còn nguyệt duy chi bất duy chi bất duy thì tất cả mười mấy anh em chúng con đây gắn ghi giàu giả còn chống mộ phần thôi thì anh em con xin từ ta dời chân cha ơi chống mộ ngày phần điểm trà lễ tạ tôn thần thượng trung hạ đảng tư bên bình thân thần ấy phát chẳng với mẹ tiền chỉ phải công đô lộ mưu phương đánh ta từ quỷ giúp cho linh cựu đăng trình kịp giờ an toàn tây mình lại còn thiếu quên thiếu phút rồi thôi từ núi đi dinh ông bà của bác ông cũng đông nắng sợ mưa rồi không có chiếu sáng. Ông chưa nói nữa.
Việt Nam Đà Thành, Sông Hòa, Khương Mỹ Thôn, Phụ Ông, Trần Lưu Quận, Nguyễn Trọng Phủ, Từ Viết Vinh, Thượng Thọ, Cửu Thập, Nhất Tuế, Chi Tùng, Tánh Hạnh, Hoàng Nhân, Hiền Lương, Quy Tiên, Chi Linh Cửu, Rào Thành Trung. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chết một chiều trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay.